Xin chào các bạn, mình là Neo Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về công nghệ. Mình mới mua được chiếc hộp này đây. Đây là sản phẩm bàn phím không dây của hãng Logitech có mã là K270. Cái bàn phím này như thế nào thì chúng ta hãy mở hộp và review nó xem thế nào nhé. Đây là bên ngoài của chiếc hộp đựng bàn phím không dây. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình một chiếc bàn phím mà full size, kích thước to như thế này. Và tên mã hiệu của nó cũng như là tên của nhà sản xuất là Logitech. Và nhìn xung quanh thì chúng ta sẽ thấy một số thông tin. Ở trong hộp thì nó ghi sẽ có bàn phím, hai cục pin 3A và đầu cắm kết nối và sách hướng dẫn. Phía đằng sau thì chúng ta có một hình, một góc chụp của chiếc bàn phím này cũng như là một số cái tính năng của nó. Chiếc hộp cũng rất là đơn giản thôi. Trước đây thì Neo đã mua một bàn phím của Logitech rồi, là mã là K230. So với K270 thì K230 nó khá là nhỏ, nó kích thước của nó như thế này, bé hơn khá là nhiều. Lý do tại sao mà Neo đã mua chiếc bàn phím này rồi mà lại mua thêm cái bàn phím như thế này nữa thì mình sẽ nói sau nhé. Còn về trọng lượng thì Neo thấy là hai cái nó không chênh lệch nhau nhiều, cầm cả hai cái đều khá là nặng tay, khá đầm tay đấy. Rồi quay lại với nhân vật chính của chúng ta thì bây giờ Neo sẽ mở hộp ra xem bên trong có những gì nào. Ok, đây là chiếc bàn phím của chúng ta ở bên trong này. Chúng ta sẽ có một cái bàn phím cỡ lớn như thế này. Được, lấy ra coi. Rồi chúng ta sẽ có vài cái sách hướng dẫn đơn giản nho nhỏ và một cái đầu cắm để nhận. Đây là một cái bàn phím full chức năng, nó kích thước giống như là một cái bàn phím của máy tính để bàn vậy, kích thước khá là to và đầy đủ các nút. Về chất lượng nhựa thì Neo đánh giá là nó ở mức độ trung bình, tại vì đây là một bàn phím với mức giá cũng ở mức tầm trung thôi, giá của nó tầm khoảng hơn 300.000. Neo cũng tìm hiểu và có nhiều cái bàn phím giá nó rẻ hơn nhưng mà nó lại không có tên tuổi thương hiệu, và Neo muốn mua một cái có tên tuổi một chút và Neo đã chọn bàn phím của Logitech và kiếm một cái bàn phím chỉ tầm giá tầm hơn 300 thôi. Nhựa của nó thì là ở mức độ vừa phải và các chữ thì không hẳn là quá sắc nét nhưng mà cũng chấp nhận được. Bàn phím thì có độ mỏng vừa phải chứ không phải là cái loại dày cộp lên hẳn giống như là những cái bàn phím ở trên máy tính để bàn. Về cảm giác bấm thì khá là nhẹ, tiếng nó dội lại không quá nhiều. Thì bấm nhẹ nhàng, nó sẽ có đầy đủ cả phần chữ và phần số ở bên này. Nó có màu đen và phía đằng sau thì của nó lại có màu trắng. Và phía đằng sau thì chúng ta sẽ có một số chỗ như là kiểu hai cái bên gạt lên để cho nâng cao độ cao của cái bàn phím này. Cái chỗ này là để cắm pin nhé. Nếu mà khi nào mà chúng ta rút cái này ra một cái thì là bắt đầu là pin nó bắt đầu hoạt động ở đây. Tí nữa mình sẽ rút ra để bắt đầu dùng. Có thêm một cái khe nho nhỏ nữa. Cái khe này thì sẽ để cắm cái cổng kết nối của chúng ta vào đây, cái cất đi khi nào mà chưa kết nối vào cái máy tính thì sẽ cất ở đây, tương đối ok. Rồi quay lại ở mặt đây, phía trên đầu này có logo của Logitech này và có nút on off ở đây. Với cả cái bàn phím cũ kia thì mình lại phải sờ nó ở phía sau lưng thôi, nhưng ở trên bàn phím này thì nó ở ngay phía trước đây rồi. Và con này có thêm một cái hay nữa là nó có 8 cái phím chức năng để sử dụng tiện lợi hơn. Ví dụ dành cho nghe nhạc thì có 4 cái phím ở đây là phím play, pause, mute, lắng tắt tiếng, tăng giảm âm lượng ở đây. 1 cái phím ở đây thì sẽ có là phím home để trở về trang chủ này, mở email này, tắt bật máy vi tính và mở máy tính để tính toán. Thì so với cái bàn phím 230 mình mới mua trước đây thì kích thước của nó to hơn khá nhiều. Thực ra mình rất là ưng cái con 230 này, tại vì là đầu tiên là kích thước của nó nhỏ gọn này, thiết kế của nó lại nhìn trông bo góc và ở đây có thể thay đổi màu sắc được, nó gọn gàng hơn rất nhiều. Khi các nó vẫn là một bàn phím đầy đủ chức năng nhưng mà nó được gộp vào và tiết kiệm diện tích nhỏ gọn hơn, trong khi cái của con bên này thì nó giống như bàn phím của máy tính để bàn nên là nó chiếm khá nhiều diện tích ở cái vị trí này. Neo khá thích cái bàn phím này, thế
Nhưng mà rất tiếc là mình mới sử dụng được một thời gian, nhưng mà mới mấy ngày nay thì nó bị hiện tượng là lúc mà gõ các phím thì nó lại nhảy ra ký tự khác chứ nó không phải đúng cái phím như thế nữa, hoặc là ấn phím control chẳng hạn thì nó không có tác dụng mà nó lại liệt phím, hoặc là nó lại ra một cái lệnh khác làm cho cái lúc làm việc thì cực kỳ là khó chịu luôn. Nếu cũng không biết làm nào để mà reset hay là sửa lại cái lỗi là gõ loạn phím như thế này cả, nên là rất tiếc là mình sẽ phải bỏ cái bàn phím này. Nhìn nó còn rất khá là mới. Nếu bạn nào mà biết về sửa bàn phím thì Neo có thể tặng lại bạn cái bàn phím này, để nếu mà bạn sửa được thì bạn có thể dùng thôi. Còn Neo đã phải mua một cái bàn phím mới như thế này để dùng đây. Bây giờ thì mình sẽ kết nối bàn phím này với cả máy tính để dùng thử xem thế nào nhé. Rồi mình đã mở máy tính của mình lên rồi. Chúng ta sẽ kết nối cái bàn phím này với cả cái máy tính thì cũng rất đơn giản thôi. Chỉ cần lấy đầu cổng kết nối này ra này và cắm vào cổng USB của chiếc máy tính. Sau đó thì mình sẽ rút cái giấy này ra để kích hoạt cái pin của cái máy này nhé. Rồi ok. Rồi giờ mình sẽ bật off on. Rồi bấm on lên rồi xem nhận bây giờ như nào. Ồ, nó đã nhận rồi đấy. Đó, đã nhận là bàn phím. Mình mở một cái văn bản lên và gõ như bình thường thôi. Bàn phím tương đối là nhanh nhạy. Với mình thì bàn phím này nó hơi khô cứng một chút, cảm giác như là nó dành cho kiểu dân văn phòng với cả người kiểu gõ các thứ nhiều hơn. Bàn phím nó hơi kiểu vuông thành sắc cạnh quá, cảm giác gõ không sướng. Đây là các phím chức năng thì là nó nhận ngay lập tức này, phím nó tăng giảm âm lượng và mute và play. Hiện giờ thì chưa có bài hát nên chưa play được. Đây có các phím khác. Ấn nút home là nó mở ngay lên một trình duyệt web cho mình luôn. Ok, cũng khá là tiện lợi đấy. Ok, với một chiếc bàn phím mà chỉ tầm giá hơn 300.000 mà nó đã có bàn phím full size và có thêm các phím chức năng như thế này nữa thì Neo thấy là nó cũng khá là ổn trong cái tầm giá như thế này. Còn các bạn là các bạn có thích dùng bàn phím không dây không? Thì hãy comment cho Neo được biết nhé. Nếu các bạn nhận được điều gì mới từ clip thì đừng ngại cho Neo một like, subscribe kênh của mình để Neo có nhiều động lực để làm các video tiếp theo hơn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.